Vâng, Thiết Định xin chào toàn thể quý chị nha. Chào mừng toàn thể quý chị quay trở lại với kênh YouTube Thiết Định TV. Hôm nay là ngày thứ tư, ngày 6 tháng 7 năm 2022. Và Thiết Định đang ở đây là đang ở dự án Vinhome Ocean Park Gia Lâm nha quý chị nha. Qua thì mưa rất là to luôn, và ở Vinhome Ocean Park thì cũng bị đổ cây, còn tình trạng ngập lụt thì không có quý chị nha. Hôm qua mưa gió rất là to, kiểu như bão luôn đấy quý chị ạ. Nhưng mà hầu như là hệ thống thoát nước thì cực kỳ tốt luôn, cho nên là không có hề hấn gì, không có bị ngập lụt. Nó chỉ có bị gió to là bị đổ một số cây. Mưa xong hôm qua thì hôm nay này không gian cảnh quan thì thoáng đẹp. Thực mấy hôm nay là trời tiết tại Hà Nội thì rất là nóng nực, nhưng hôm qua là thời tiết mưa mưa to là làm cho cái không khí nó trở nên dịu mát hẳn rồi chị ạ. Và hôm nay thì thời tiết thì Thiên Định cũng đang thấy hơi hơi âm u xíu, khả năng có khi là trong ngày hôm nay cũng có lại mưa tiếp. Cứ mưa nhiều cho nó mát luôn chị ạ. Mưa như này thì hiện tại thì có rất là nhiều khu vực đang cấy cây lúa cũng như là trồng cây trong thời điểm này. Thời điểm này chỉ có mưa thì mới là mọi người để hưởng ứng rồi, còn nắng này. Hiện tại quý chị nhìn thấy là ở Vinhome Ocean Park của chúng ta thì là cây cối đã ra tán rất là xanh, rất là đẹp rồi. Như thời điểm vừa rồi là chủ đầu tư đã tổ chức lễ hội hái xoài. Đấy, tổ chức lễ hội năm nào cũng có tổ chức hệ lễ hội hái xoài, nhưng mà năm nay thực ra là xoài năm nay nó không được sai quá như năm trước. Đây là trục đường 52 m đại lộ trục chính tại dự án Vinhome Ocean Park nha. Mấy ngày hôm nay thì định có rất nhiều khách của anh chị ạ. Mấy ngày hôm nay thì đi dẫn khách liên tục. Cũng có giao dịch nha anh chị nha. Nói chung là toàn những cái căn mua được thời điểm này toàn những căn hợp lý thôi. Giá cực kỳ hợp lý trong thời điểm này, và cũng trong thời điểm này thì ai mà có tiền mặt thì chúng ta là lợi thế nhất rồi đúng không ạ? Thời gian tới thì định tin chắc rằng số lượng sale bán hàng cũng sẽ sập và chuyển đổi, kiểu như là bây giờ đến thời điểm này mà bây giờ đến tầm khoảng mấy tháng tới mà không bán được hàng thì chắc chắn đội ngũ sale sẽ bị kiểu như là bị lại chạy thôi. Tất cả nó đều theo thứ nhất là theo kinh tế đúng không ạ, thứ hai là theo đám đông. Như đợt vừa rồi thì hầu như là nào là bạn bè người thân làm bất động sản rồi, thế là kéo theo là cũng chuyển đổi từ các cái ngành khác chuyển đổi sang làm bất động sản rất là nhiều. Nên thời điểm này thì thị trường hầu như là đang bị đứng, chắc chắn chỉ những cái sale gọi là sale bán hàng kỳ cựu, những sale giỏi, những cái sale mà có những cái cách truyền thông cũng như là có một lượng khách hàng người ta tin tin tưởng thì là mới bán được hàng thôi. Còn trong thời điểm này thì những cái lượng sale mới mà những sale mới vào được tầm khoảng 2 đến 5 tháng ấy, thì chắc chắn là sẽ không có giao dịch và nó sẽ đào thải. Cho nên là thị trường càng từ bây giờ nó sẽ dần dần nó sẽ bị chậm lại cho đến tháng Ngâu. Đấy. Đặc biệt là đối với dự án Vinhome Hưng Yên, như đợt vừa rồi là chủ đầu tư đã ra những cái chính sách
hỗ trợ vay lên đến là 18 tháng đúng không ạ? Những cái chương trình trước đó thì là chỉ là 12 tháng thôi, nhưng mà vừa rồi là đã hỗ trợ lãi suất lên đến 18 tháng đấy, cho các cái phân khu đang 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 chào bán. Thì với cái động thái như thế thì làm cho khá là nhiều khách hàng mua trước, người ta khá là bức xúc đấy, với một cái mức giá tăng không cao nhưng mà lại đưa ra một cái chính sách nó tốt hơn nhiều, thì là làm cho khách hàng người ta cũng cũng lăn tăn đấy. Chính vì vậy mà hầu như là bây giờ là để mà bán được hàng thì nó cần rất nhiều yếu tố, đặc biệt là sale bán hàng, mà với có cái tâm lý mà bán được hàng chắc chỉ có tâm lý lùa gà thôi đấy, còn những sale có tâm thì hiện tại thì tất cả những khách hàng thì hầu như là đều có được những cái sự tư vấn nó chân thành đúng không ạ? Đối với dự án Vinhome Ocean Park 1 Gia Lâm của chúng ta thì Thiên Định luôn luôn thấy được nó là một dự án tiềm năng, và Thiên Định cũng xác định từ đầu tiên là mình sẽ gắn bó với dự án này chắc là đến cuối đời luôn. Đấy, dự án rất đẹp. Thiên Định cũng xác định là khi nào gọi là nghỉ hưu thì Thiên Định về quê thôi, còn Thiên Định sẽ bám trụ và sinh sống ở đây. Đấy, một nơi nó đầy đủ tất cả những cái tiện ích đẳng cấp, và tương lai còn lên rất nhiều cái tiện ích đẳng cấp hơn nữa, đúng không ạ? Nó làm cho con người chúng ta gọi là sống cuộc sống nó cũng khá là thoải mái. Đối với những cái môi trường sống như này thì hầu như là cả miền Bắc nó được 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 mấy khu đô thị như này đâu ạ, đúng không ạ? Nào có biển này, có hồ này, có trường đại học này, có bệnh viện đa khoa này, có hệ thống trường liên cấp này, có đầy đủ những cái tiện ích gọi là đi kèm như là bể bơi này, sân tập gym này, các cái môn phức hợp thể thao như cầu lông này, tennis này, bóng chuyền này, bóng rổ này, bóng đá trong sân vận động này của trường đại học VNUni này đấy, đúng ạ. Rồi cùng với đó lại là những cái con phố đi bộ, sau này kinh doanh mua sắm này, nó đầy đủ tất cả, chả thiếu cái gì vui chơi. Và đặc biệt sau này nó sẽ làm Vinpearl một trong những cái khu gọi là khu giải trí đẳng cấp thế giới luôn. Còn như phải nói là Vinpearl là đẳng cấp thế giới rồi chị ạ. Cả Việt Nam mình được bao nhiêu Vinpearl ở Vinpearl Phú Quốc đúng không ạ? Rồi ở đâu nữa nhỉ? Thực ra là Thiên Định đánh giá được rằng là khi mà Vinpearl được xây dựng tại Gia Lâm thì không chỉ Vinhome Ocean Park mà cả cái huyện Gia Lâm nó sẽ thay đổi khác hoàn toàn, nó trở thành một cái khu du lịch đúng không ạ? Kéo những cái khách hàng du lịch trên khắp mọi miền đất nước về đến đây đúng không ạ? Và nó sẽ tạo tạo nên một cái khu đô, nó gọi là tạo nên một cái gọi là Vinhome Ocean Park gọi là nói riêng, và cả một cái huyện Gia Lâm này là sẽ trở nên đẳng cấp thật sự luôn của chị ạ. Đấy, cho nên là sống ở đâu chứ Thiên Định thấy ở Vinhome Ocean Park là một trong những cái gọi là cái khu đô thị mà nó đẳng cấp và nó đáng sống thực sự. Đấy. Đối với Riverside, Thiên Định thấy được rằng là nó vị trí đẹp. Vì Riverside trên Long Biên nha chị nhá. Riverside là một cái khu đô thị có vị trí tương đối đẹp đúng không ạ? Và có những cái tiện ích nó đẳng cấp, hầu như tất cả, hầu như rất ít khu đô thị có được, đó là có cái view sông phía sau nhà đúng không ạ? Nhưng mà kể cả tất cả những cái tiện ích và trở nên một cái thành phố trẻ, một thành phố sống nó nhộn nhịp, nó vui tươi và nó đầy đủ những cái tiện ích, thì Vinhome Riverside không thể so được với Vinhome Ocean Park. Đó là cái điều mà Thiên Định khẳng định một điều như vậy. Đấy. Tại vì Thiên Định cũng đã bán Vinhome Riverside được 8 năm, à 7 năm. Bán Vinhome Riverside 7 năm. Đấy, và sau đấy hết Vinhome Riverside thì mới bán sang Vinhome Ocean Park. Cho nên là Thiên Định thấy được dự án nó phát triển từng ngày, từng giờ, từng thời điểm ban đầu đến bây giờ nó như nào thì mình đều cảm nhận được. Và mình thấy nó thiếu cái gì, nó có cái gì, nó hợp lý cái gì, nó đẳng cấp cái gì là mình đều thấy được nó rất là rõ rệt của anh chị ạ. Đây là trục đường Hải Âu 1, bên trái chúng ta là biển nước mặn. Hôm nay là ngày thứ tư thì mọi người tới mà tắm biển thì cũng ít, đa số vào những ngày cuối tuần như thứ bảy, chủ nhật thì mọi người sẽ tập trung đông hơn và tắm biển. Đợt này thì là thời tiết nó khá là nóng bức cho nên là mọi người cũng đi tắm biển nó đông hơn, cô chị ạ.
Vé đối với cư dân thì là 200.000, mà đối với không phải cư dân thì là 300.000. Đấy, cái tầm vé như vậy thì nó cũng là tầm vé, nói chung là đối với trung bình ấy, thì nó là cũng là cao so với cư dân thì bình thường, nhưng mà so với bên ngoài là cao. Cho nên là ở đây là chủ đầu tư cũng mục đích là phục vụ cư dân là chính, chứ cũng không muốn phục vụ cho những cái khách bên ngoài vào làm gì. Tại vì quá đông quá xô bồ thì nó cũng làm cho cái khu đô thị nó mất đi cái giá trị thực sự của nó, nó phải là đẳng cấp. Đấy, không không phải ai cũng có thể vào được. Đấy, đó là cái mà điều chủ đầu tư mong muốn. Kiểu như kể cả sinh viên muốn tắm bây giờ mà kiểu như chứ cho 50.000 vé, 50 100 thì có thể là vào rất là ok thoải mái chứ, đúng không ạ? Nhưng mà vé mà 300.000 là vào là phải suy nghĩ rồi, đúng không ạ? Lại 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 không, cho nên là cái nó cũng giới hạn số lượng người, bằng cách là tăng cái giá vé lên như vậy thì nó cũng Thiên Định cũng cho nó là hợp lý. Còn Thiên Định cũng mong muốn là một cái thời điểm nào đấy thì chủ đầu tư free, hoặc là có những cái ngày gọi là, đúng không, khuyến mại, ví dụ như trong một tuần có thể khuyến mại một cái ngày nào đấy. Đấy, tại vì sao là cái vệ sinh này nó cũng à, cái biển nước mặn này nó vệ sinh khá là phức tạp, thì chúng ta có thể là để trong một tuần mà kéo dài thì nó sẽ làm cho ảnh hưởng đến môi trường nước rồi thế này cái kia rất nhiều yếu tố. Nhưng mà nếu chúng ta tập trung cho tất cả gọi là kiểu như là tắm vào trong một ngày, vì nó cũng có thể khuyến mãi đưa cái mức giá vé nó thấp xuống, ví dụ như cư dân thì 100, đúng không ạ, người bên gọi là cư dân, gọi là có thể là cư dân miễn phí, người bên ngoài là 100. Đấy, nhưng mà chỉ áp dụng cho đúng một ngày thôi, như thế nó sẽ hay. Đấy, và chúng ta tập trung vệ sinh một hôm thì nó cũng là rất là hợp lý. Đấy, thì như thế nó làm cho thứ nhất là nó cũng kéo được mọi người biết đến dự án Vinhomes Ocean Park, và cũng làm cho cái khu đô thị nó trở nên nó sôi động, thì nó cũng kéo được cư dân rồi kéo được khách hàng rồi, nói chung là nó làm sao nó để có sóng thị trường. Đấy, để cho những người đầu tư người ta cảm thấy gọi là nó hợp lý, nó vui vẻ, đúng không ạ? Đấy, thì đấy là những cái mà kiểu như là nếu như Thiên Định mà là ấy, Thiên Định sẽ làm như vậy để cho cái khu đô thị. Vậy như chúng ta không không thể là miễn phí một gọi là một cách nó tràn lan được. Đấy, chúng ta chỉ có những cái chương trình miễn phí thôi, chương trình miễn phí, và nó chỉ kéo dài trong vòng một ngày đến 2 ngày thôi. Đấy, và trong 2 ngày đấy là chúng ta có đầy đủ tất cả những cái hình ảnh để chúng ta truyền thông, chúng ta quảng bá về khu đô thị rồi, đúng không ạ? Chứ còn không phải như bây giờ là cứ đến cuối tuần thì kể cả những người đông nhưng mà nó chỉ cũng được một lượng người nhất định thôi, nó cũng không phải quá đông, nó cũng 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 là ít, đúng không ạ? Đấy. Ở đây là Thiên Định đang đi trên trục đường 30 m tại phân khu Sao Biển. Đối với dự án Vinhome Hưng Yên thì khá là nhiều cô chú anh chị ông ta hỏi ý kiến của Thiên Định, cũng nhắn tin, cũng gọi điện, cũng hỏi ý kiến, thì Thiên Định cũng đã phân tích rất là nhiều rồi, đúng không ạ? Thực ra là dự án Vinhome Hưng Yên là một dự án rất đẹp, cũng là rất tiềm năng, nhưng mà nó phải nói về cái bài toán là lâu dài, 1 2 năm thì nó chưa có cái gì gọi là có thể phát triển và tăng giá được cả. Đấy, mà chúng ta phải nói đến tính cái bài toán lâu dài, và một cái khu đô thị mà số lượng căn nó nhiều như vậy, nó không có tính khan hiếm, thì và nó cũng là một cái dự án ngoại tỉnh, thì để mà kéo được cư dân về thì nó cũng khá là khoai, không chị, không phải đơn giản đâu. Và đặc biệt là dự án Vinhome Hưng Yên thì Thiên Định cũng thấy được là đối với dự án như này thì cái tự lượng sale của họ chỉ bán thời điểm ban đầu khi mà nó còn có hàng của chủ đầu tư thôi. Còn khi mà hàng chủ đầu tư đã hết hàng rồi thì bắt buộc sale phải kéo kéo đi bán hàng cho chủ đầu tư với những cái dự án mới, và để lại cho chúng ta là những cái gì đấy nó đọng lại, nó không có thị trường, đúng không ạ? Không có lượng giao dịch thì cuối cùng là dự án nó chìm dần. Đấy. À, cho nên gọi là đối với một cái dự án mà có chủ đầu tư, như dự án mà chủ đầu tư bán liên tục bán khi nào nó hết thì thôi thì khác, nhưng mà đây là một cái dự án nó lại được bán theo cái kiểu cách là bán buôn, và cái số lượng hàng bây giờ cầm không phải là chủ đầu tư cầm hàng nữa, mà lại là khách mua buôn rồi một số đơn vị thứ cấp cầm hàng. Thế thì quý anh chị chúng ta hiểu một điều rằng là những cái đơn vị đấy đâu phải là người ta chuyên về bất động sản đâu, đúng không ạ? Người ta không phải chuyên về bất động sản, cho nên người ta không thể có thể là
bằng cách nào đấy người ta không có gọi là không hiểu cách, cũng không hiểu cách làm sao để cho làm sóng được thị trường. Và cái lượng sale mà bán hàng ấy cho chủ đầu tư thì họ chỉ bán hàng cho chủ đầu tư thôi. Khi mà hàng của chủ đầu tư đã bán hết rồi thì người ta cũng sẽ đi bán một cái hàng khác của chủ đầu tư chỉ định chỗ nào thì bắt buộc đại lý đấy phải theo cái dự án đấy. Còn các ông mà như các ông mua buôn rồi các ông đại lý thứ cấp thì các ông tự lo mà bán, thì khi đấy thì các ông lại phải nhờ các sale ngoài rồi nhờ đại lý thế này kia. Nhưng mà những cô phải hiểu một điều rằng tất cả nó phụ thuộc rất nhiều yếu tố vào sale. Khi thị trường mà đã có sale ấy thì dự án hoặc là những cái sản phẩm nó có xấu thì khi mà lượng sale nó đã tập trung, nó đã chém gió, nó đã lên hình ảnh, nó đã một ông nói đẹp, hai ông nói đẹp, đến chục ông nói đẹp là mình cũng phải suy nghĩ rồi, à mình đang có tiền này, vì tiền trong túi là thấy à mình gọi là không có tiền thì thôi, chứ cứ có tiền là cứ nhấp nhằng, cứ mua xong rồi cứ sợ gọi là một ông sale bảo mua nhanh không hết, hai ông sale bảo mua nhanh tăng giá, ba ông sale bảo mua là thắng. Ủa, trong đầu lúc nào cũng có những cái yếu tố nó làm cho cảm xúc của chúng ta dâng trào đấy. Tại vì sao là đôi khi chúng ta mua bất kỳ sản phẩm gì cũng vậy, nó đều là theo cảm xúc hết, các anh chị ạ. Khi mà chúng ta không biết gọi là kìm nén, không biết gọi là khống chế, không biết nhận định những cái gì đúng đắn ấy, thì chúng ta đều phải theo cảm xúc. Mà cảm xúc nó đưa đẩy, mà cái kiểu đưa đẩy theo cái chiều hướng tốt thì không sao, nhưng đưa đẩy theo cái những cái chiều hướng mà chúng ta lại cùng theo cái trào của cái cảm xúc ấy. Bây giờ chúng ta nhận định à cảm xúc nó là như thế này thế kia, nhưng mà chúng ta hiểu được là ở cái này như này nhưng nó không phải như vậy đấy, thì chúng ta còn khống chế được. Nhưng khi mà chúng ta đã thằng này nói đúng, thằng kia nó nói đúng là chết rồi, là chắc chắn chúng ta lại phải dụng tiền ngay. Tiền trong túi là rất dễ dụng, các anh chị ạ. Thiên định tin chắc điều như vậy, cho nên là Thiên định cũng thấy được rằng là đối với dự án thì chúng ta cần cân nhắc thời gian, cũng như là cân nhắc mua hàng những cái vị trí nó cũng phải đẹp, đừng thấy rẻ mà ham vào rồi cuối cùng là động vốn trong đấy một thời gian khá là lâu. Tại vì chúng ta phải hiểu được rằng là bây giờ là cơ hội có tiền mặt, chúng ta sở hữu mua và đầu tư những cái sản phẩm nó đang có mức giá rẻ chứ không phải là mức giá cao mà chúng ta vẫn lao vào chúng ta mua, đúng không ạ? Tại vì bất động sản không có sản phẩm này, không có dự án này thì có dự án khác. Đối với Vin còn vị Hạ Long Xanh này, còn Cần Giờ này, còn Bắc Lân Móng Cái này, đúng không ạ? Rồi Cổ Loa này, Đan Phượng này. Đấy, Vin còn rất nhiều dự án nữa chị ạ. Chỉ là sợ gọi là chủ đầu tư để mà có ấy để mà triển khai mạnh mẽ hay không thôi. Chứ còn đối với mà chúng ta không có tiền mà đầu tư thôi, chứ chúng ta không có tiền thì còn rất nhiều cơ hội để chúng ta đầu tư. Đấy. Và Thiên Định thấy được gần như là cũng một số các yếu tố là nó làm cho sóng của Vino Mương Yên nó bị chậm xuống, là coi như chúng ta biết cái việc mà khi mà chúng ta mua vào ấy thì là ngân hàng giải ngân nhưng mà bị siết tín dụng, kiểu bị siết tín dụng. Bây giờ kiểu rất nhiều khách hàng chuyển nhượng ấy, thì khi chuyển nhượng thì chúng ta lại không được chuyển khoản vay. Thế bây giờ cô anh chị chúng ta bắt buộc nếu chúng ta mua chúng ta phải lại có 100% tiền, đúng không ạ? Cô chú anh chị chúng ta thấy được là những cái sản phẩm của Vinhome Mương Yên bây giờ chuyển nhượng làm gì đã chuyển khoản vay đâu, tại vì không có zoom chuyển đấy. Vỡ như là một ngân hàng nó chỉ trong một tháng nó chỉ cho bao nhiêu, với là mấy chục tỷ hay trăm tỷ gì đấy, người ta chỉ chuyển nhượng được một số thôi. Và đặc biệt là hiện tại thì cho bên thứ cấp thì không có, tại vì người ta đang giải ngân cho những cái sản phẩm bán hàng mỡ bán, kiểu là những cái sản phẩm, những cái khách hàng giải ngân đợt đầu tiên rồi, cho nên người ta không còn zoom để giải ngân cho những cái sản phẩm thứ cấp chuyển nhượng sang một số các khách hàng tiếp theo nữa đấy. Cho nên là cái việc mà chuyển nhượng cũng khó. Đấy cũng là một phần làm cho cái thị trường bất động sản, đặc biệt là dự án Vinhome Mương Yên nó bị chậm và chững. Đấy. Bắt buộc mà bây giờ tự nhận đợt đầu tiên chuyển nhượng còn không chuyển nhượng được, bây giờ chuyển nhượng được rồi, nhưng mà bắt buộc là chúng ta lại phải có đầy đủ 100% tiền để chúng ta mới chuyển nhượng được, chứ không phải là đơn giản chúng ta mua là chúng ta chuyển khoản vay được đâu. Nó bắt buộc bây giờ nếu như mà mua tiếp theo là chúng ta coi như là giá thắng của chị. Đấy. Và bây giờ gọi là đấy, như thế thì cái bài toán nó đâu phải là đơn giản để chúng ta mua mà thanh khoản nhanh được đâu, đúng không ạ? Tất cả mọi người bây giờ đầu tư và đến 80% toàn vay ngân hàng đấy, chứ còn rất ít
rất ít khách hàng là có thể là giả thẳng, tại vì người ta cũng là những người kinh doanh đầu tư thì chắc chắn là dùng đòn bẩy tài chính đúng không ạ, không vay nhiều thì là vay ít đấy, hầu như tất cả mọi người đều gọi là mong muốn dùng đòn bẩy tài chính. Và với cái số tiền bỏ ra 2-3 tỷ cho cái vốn đầu tiên để chúng ta mong muốn là 1-2 năm tới nó có thể là tăng giá đấy. Nhưng mà bây giờ là bắt buộc nếu như chuyển nhượng chúng ta phải mua, hoặc bắt buộc chúng ta bỏ 100% vốn. Và Tiến Định cũng chia sẻ là không phải dự án nào cũng được như Vinhome Ocean Park. Tại vì với cái mức giá ban đầu Vinhome Ocean Park bán chỉ có tầm 60 triệu, 70 triệu, 80 triệu mét thôi. Nhưng bây giờ thì là mặt bằng giá đang được lấy ở cái mức giá tương lai. Đúng không ạ? Đang lấy ở mức giá tương lai xa luôn đấy. Đấy, tương lai gần này trước là tương lai gần lấy bán Ocean Park mà bán tầm 60-70 là thấy cũng cao rồi, tại vì lúc đấy thị trường bất động sản lúc đấy đâu phải ấy đâu, cách đây tầm khoảng 4 năm thì lúc đấy ví dụ như đối với bất động sản ở xung quanh đối với Ocean Park này như bên Đa Tốn lên giá lúc đấy cũng 15 triệu một mét đúng không ạ, 15 triệu 20 triệu một mét mà chủ đầu tư bán 60-70 triệu là nó đã cũng kinh khủng rồi. Đấy, nhưng mà lúc đấy là bán cũng là bán trong tương lai đấy, nhưng mà bán trong tương lai gần, có lẽ là với cái mức giá định giá như vậy, nhưng mà bây giờ lại dựa vào cái tương lai, dựa vào cái thực tế của dự án hiện tại và bán tiếp theo tương lai xa thêm nữa. Đấy, nó làm cho tại sao giá bị đội lên cao vậy. Và giá đội lên cao như vậy thì anh chị chúng ta biết được là để mà nó có thể tăng giá tầm khoảng 30-50% hay là 60-70% thì cái thời gian để mà tăng giá thì nó còn phải thời gian bao lâu, đúng không? Nó khá là xa xôi để chúng ta có thể là, cho nên là đầu tư đôi khi là chúng ta cũng nhìn nhận một số các cái phương án để chúng ta đầu tư phân tích kỹ càng chứ không phải là theo đám đông của chị nhá. Ok, Thiên Định xin chân thành cảm ơn toàn thể chị đã theo dõi video của Thiên Định. Sắp tới Thiên Định sẽ quay trực tiếp những cái sản phẩm, những cái căn biệt thự đang bán tại dự án Vinhome Ocean Park Gia Lâm cho chị xem nhá. Thì có như hiện tại có thể cân nhắc đầu tư nhá. Ok, Thiên Định xin chào và gặp lại toàn thể anh chị ở những video tiếp theo. Thiên Định xin chào.